Giờ chị hướng dẫn em tạo cơ sở dữ liệu nhé. Đây, mình chọn dòng thứ ba, tạo mới dữ liệu kế toán. Thì phần mềm nó sẽ hỏi là bấm tiếp theo hay không. Đó. À, ở đây ý, tên dữ liệu kế toán ý, thì mình có thể đánh tên công ty của mình. Tên công ty của em là gì nhỉ? Em chỉ nói ngắn gọn thôi. Long Giang HD ạ. Thì em chỉ ghi là Long Giang D. Viết trừ 2017. Mình sẽ tạo cơ sở này là từ 2017, được chưa? Email đánh vào cho chị. Bấm tiếp theo. Tên thông tin công ty em đánh đầy đủ cho chị. Viết tắt là không, viết tắt thì em chỉ cần ghi là HD thôi hay là gì đấy thôi. Long Giang HD nhé. Em có chi nhánh không? Nên em có chi nhánh, chi nhánh phụ thuộc. Ồ, chi nhánh phụ thuộc à? Từ từ. Cháu không có gì hết. Thế thì có nghĩa là không may mà chi nhánh lại không có gì. Đúng không? Chi nhánh không có gì. Rồi, thế thì may chứ không mà bảo là mình sẽ làm về báo cáo tài chính hợp nhất ấy. Thì vất vả đấy. Thế thôi được rồi. Thế thì coi như đấy là có nghĩa là về thủ tục thôi nhá. Về thủ tục, còn trên khi mà mình hạch toán trên Visa ấy thì mình coi như là không có chi nhánh. Bởi vì bản thân là cái phụ thuộc kia là để lập cái xưởng à, phải không? Đúng rồi, thì là thủ tục để lập cái xưởng thôi. Còn ngoài ra, chi nhánh đấy không có con dấu, không có gì hết, chỉ có một cái giấy phép đăng ký kinh doanh chi nhánh thôi. Rồi, chị hiểu rồi, chị hiểu cái giấy phép đăng ký đấy rồi. Để làm hợp thức hóa là để mình mở một cái xưởng ở đấy. Đúng không? Cái xưởng đấy. Thì bây giờ, trong trường hợp này thì kế toán thì không có gì thay đổi đúng không chị? Đúng, chính xác. Chỉ có nộp thuế môn bài thêm một năm đó phải không ạ? Đúng, chính xác, nộp tiền thuế môn bài của chi nhánh. Và tất cả hóa đơn chứng từ thì là công ty mẹ xuất hóa đơn. Mà các hóa đơn chứng từ thì đổ hết về công ty mẹ. Đúng rồi, không có chi nhánh, không có nào đứng ra cái gì hết, nó chỉ có là thủ tục. Rồi, chị hiểu rồi. Thông tin dữ liệu này mình sẽ bỏ qua, là tức là có chi nhánh ở đây là để mục đích là khi mà mình tạo ra ấy, là nó sẽ là mang tính chất là hợp nhất báo cáo tài chính, thì cách làm của nó lại khác. Đấy, cho nên mà chỗ này mình sẽ chọn là không chi nhánh nhá. Ok. Ở đây chọn sản xuất thay lắp nhá, cả thương mại luôn, cả dịch vụ, cả nói chung là mình chọn tất rồi bấm tiếp theo. Mình sẽ tạo từ 2017 như ý của em đây. Sửa lại là ngày 8 năm 2017. Bên em mà muốn làm theo thông tư 133 hay thông tư 200? Chị giải thích nhá, thông tư 133 là dành cho công ty vừa và nhỏ, còn chế độ thông tư 200 là công ty lớn. Thế là công ty nhỏ thì nó sẽ là hầu như các doanh nghiệp hiện tại là hay sử dụng thông tư 133. Điểm khác ở đây là đối với thông tư 200 thì tất cả các cái chi phí về giá thành ấy thì cho vào hết vào 621, 622, 627. Thì nhìn bảng cân đối số phát sinh ấy thì nó rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu mà theo thông tư 133 thì tất cả đều đổ vào 154, nhưng mà chỉ là tách khoản mục chi phí ra thôi. Thì cái này nó sẽ rất là, khi mà nhìn bảng cân đối thì tất cả nó tập hợp trên 154, em hiểu không? Thì nó sẽ không, nó sẽ không không nhìn thấy ngay được cái chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy, nhưng mà trong sổ chi tiết thì nó vẫn có bình thường. Đấy, thế thì em muốn học theo thông tư nào? Theo chế độ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi. Rồi. Đúng rồi, chính xác là cái chế độ nhỏ và vừa này thì dành cho những công ty vừa và nhỏ. Nhá. Thì em mà theo chế độ thông tư 133 này thì em sẽ được, ví dụ một theo một cái chế độ nào đó thì em phải liên tục theo nó 3 năm đấy. 27, 28, 29, sau đó bắt đầu muốn chuyển đổi sang, thì bắt đầu sau 3 năm thì em mới được chuyển đổi cái chế độ này. Chưa? Ok, tiếp theo. Chị quay lại, chị kiểm tra lại ở đây. À, chị giải thích năm tài chính ở đây, nếu mà mình mà bắt đầu từ năm 18 thì mình sẽ chọn năm 18. Tất cả thông tin này đều về năm 18. Còn ở đây mình đang muốn làm lại năm 17 thì tất cả thông tin này đều về năm 17 ở chị. Mình sẽ bấm vào tiếp theo. Ở đây sẽ có các phương pháp mà tính xuất kho nguyên vật liệu. Nó sẽ có 4 phương pháp: bình quân, tức thời, nhập trước xuất trước và đích danh. Thì tùy từng công ty để mà áp dụng. Nhưng mà đối với xây dựng thì chủ yếu là dùng theo phương pháp bình quân cuối kỳ. Vì sao? Bởi vì nó nói này, theo phương pháp này thì đơn giá xuất kho tính vào thời điểm cuối kỳ. Vì vậy ngay thời điểm xuất, doanh nghiệp chưa biết được trị giá xuất kho mà chỉ theo dõi được số lượng xuất. Phương pháp này thường được áp dụng các doanh nghiệp có nhiều loại mặt hàng và giá cả ít biến động. Bởi vì cái vật tư ở trong xây dựng ấy nó rất là nhiều và nó ít biến động, cho nên là mình phải dùng theo phương pháp bình quân này là chính, giá vốn của nó là chính xác nhất. Em hiểu chưa? Rồi, sau mình sẽ chọn cái tiếp theo. Tính thuế giá trị đã tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Rồi, ở đây đương nhiên, đúng không? Vì là công ty mình đang làm theo phương pháp tính thuế giá trị theo phương pháp khấu trừ.
Rồi, dạ. tiếp theo. Chị bấm OK ở đây. Dạ. Rồi, đồng ý. Đấy, đấy là cả một cái quá trình ấy. Mình vừa mới tạo một cái cơ sở lữ liệu ban đầu ấy. Khi mà mình làm một cái công ty nào đó, em nhá. Bây giờ để mà làm được visa ấy thì chị sẽ giới thiệu qua về phần mềm. Thứ nhất, em nhìn thấy ở bàn làm việc nó có tất cả các phân hệ ấy, rất là rõ ràng. Dạ. Ban đầu là bao giờ là quỹ ngân hàng đến mua hàng đến bán hàng đó. Hóa đơn điện tử, nếu mà sau này muốn quản lý ấy, thì mình sẽ chọn ngay từ cái phần đầu tiên mà mình tạo cơ sở dữ liệu ấy, mình sẽ chọn là sẽ sử dụng hóa đơn điện tử ấy, thì nó sẽ có những cái chức năng riêng ở đây. Kho công cụ tài sản tiền lương, riêng cái phân hệ tiền lương này thì mình sẽ không sử dụng đến trong phần mềm Visa, mà mình sẽ thiết lập ở ngoài bản Excel, nhất đặc biệt là phần xây dựng thì lương của công nhân rất là nhiều, cho nên là mình sẽ thiết kế ngoài Excel đầy đủ, mình chỉ bê cái phần hạch toán vào đây mà thôi nhá. Thế còn tất cả các thông tin như là danh mục là gì, danh mục là những cái cơ sở đầu tiên để mình tạo đó, ví dụ như tạo phòng ban, tạo khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, hay là mình tạo các cái mã kho, mã vật tư ấy, hay là mình sẽ tạo ra mã công trình hay là ngân hàng, đại loại là danh mục là những cái đầu tiên mình tạo ra, được chưa em? Còn nghiệp vụ thì cũng có, thay vì có thể vào đây thì cũng có thể vào nghiệp vụ, để mình sẽ vào các phân hệ ở trong này đấy. Hệ thống thì để mình thiết kế một số thông tin ban đầu, và tiện ích thì là những cái như là bảo trì hay đánh lại số chứng từ, sau khi mà mình làm xong hết là mình chuẩn bị mình nộp báo cáo rồi, mình in sổ sách ra thì mình đánh lại số chứng từ để cho nó sao cho nó khoa học và logic, em hiểu chưa? Thế thì khi mà mình tạo ra một cơ sở dữ liệu ban đầu thì mình sẽ vào phần hệ thống này, mình vào phần tùy chọn này em này, để làm sao mình sẽ thiết lập một số thông tin ban đầu cho trước khi mình làm việc, để trong quá trình mà làm việc mình sẽ không bị hạn chế. Ví dụ như một nhỏ về tài khoản riêng, nếu như nó đang có dấu click như thế này có nghĩa là nó sẽ hạn chế quá trình em nhập liệu chứng từ, do đó chị sẽ bỏ nó đi. Rồi thứ hai, chị vào tùy chuẩn chung ở đây, chị sẽ kéo thay thanh cuốn này phía xuống phía dưới, chị sẽ nhìn thấy một số mục để chị thiết kế cho nó luôn. Chị ví dụ như cái phần phân bổ công cụ dụng cụ ở đây. Ở đây Visa đang để là phân bổ toàn tháng, nhưng chị không phân bổ toàn tháng, vì theo nguyên tắc của kế toán là phân bổ từ ngày đi tăng, nghĩa là mình mua vào ngày nào thì mình sẽ tính vào chi phí của ngày đó. Đó, cho nên chị sẽ thiết lập lại cho nó là phân bổ từ ngày đi tăng, được chưa em? Ví dụ như chị sẽ nói đến một số vấn đề như là định dạng số nữa chẳng hạn. Định dạng số thì ví dụ như trong công ty bên em ấy thì không liên quan, nhưng có nhiều công ty theo định mức ấy thì em có thể vào đây để thiết lập lại. Hoặc là em thiết lập một số vấn đề như là vật tư hàng hóa. Có cái vấn đề giả sử như em muốn nhập cái xuất kho vật tư trước. Nhưng mà chưa nhập kho vật tư ấy, chưa nhập kho thì em có thể bấm vào đây là cho phép xuất quá số lượng tồn kho. Nhưng mà nếu mà bấm vào đây có nghĩa là khi em xuất kho ra kể cả âm kho thì phần mềm không báo cáo gì hết. Hiểu không? Mình sẽ bỏ đi để cho phần mềm nó báo là âm kho thì mình còn xử lý. Hiểu không? Đấy, thế là đây là một số cái thông tin mà ngay chỗ cái phần tùy chọn đấy chị là gì nói. Nhưng chủ yếu là em phải quan tâm tùy chọn riêng và tùy chọn chung. Rồi em bấm áp dụng. Xong em bấm đồng ý. Như vậy là phần thiết lập ban đầu đã xong, em hiểu chưa? Bây giờ em sẽ vào phần danh mục này. Cơ cấu tổ chức ở đây, nhìn thấy không? Em tạo cho chị hai cái phòng ban bên em, đó là phòng công trình và phòng doanh nghiệp, phòng quản lý. Phòng quản lý này chị làm một ví dụ này, mã bao giờ chị đặt cũng phải là tên tóm tắt của cái nội dung đấy, thuộc cái công ty của em và thuộc cái cấp tổ chức là phòng ban. Sau đó trong phần mềm Visa có ý nghĩa là hay có kiểu cất vào thêm và hủy bỏ. Cất có nghĩa là mình cất đi rồi thêm, bấm vào tên này để thêm mới. Còn cất và thêm ở đây có nghĩa là mình sẽ cất cái cũ đi và thêm đồng thời cái mới luôn, hiểu chưa? Phòng sản xuất nó thuộc vào công ty này, ok, cất nhá. Đi sang nội dung thứ hai, em vào danh mục đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. Vào phần nhân viên trước, em bấm thêm đây thì em sẽ khai một số nhân viên ở bên em ấy, ví dụ em là Dung đó, thì tên đầy đủ là gì Dung đấy, xong rồi thuộc cái phòng nào ấy, thuộc phòng quản lý, chức vụ là gì, kế toán. Thì sau đó em thêm một số tên như là tên giám đốc, phó giám đốc ở đây ấy. Tức là ở phần nhân viên này em chỉ khai những người mà hay giao dịch tại công ty, để sau này sẽ là ký hóa đơn, ký chứng từ phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phụ xuất mà mình sẽ in ra ấy, trong quá trình mình làm việc với sao để quyết toán.
em hiểu chưa? Dạ. Rồi, dạ. Thì tí nữa em sẽ tự khai là các thông tin bao gồm mã, tên, chức danh và đơn vị nhá. Thuộc cái gì thì mình sẽ khai, còn giới tính nữa, còn tất cả các thông tin khác em có thể bỏ qua. Ok, cũng tương tự cũng cất vào hoặc là cất vào thêm. À, vào danh mục đối tượng khách hàng, nhà cung cấp chỉ nói là về khách hàng. Em bấm thêm ở đây. Ví dụ như em có khách hàng nào thì em đánh mã tên, địa chỉ, mã số thuế. Tức là khách hàng chính là chủ đầu tư mà mình sẽ xuất hóa đơn cho người ta đấy. Đúng không nào? Mình sẽ khai hết thông tin của người ta vào đây, xong mày bấm cất vào thêm. Thì mình đồng thời mình cũng khai hết có bao nhiêu khách hàng thì khai. Em hiểu chưa? Mình tạo dựng ban đầu danh mục đối tượng nhà cung cấp cũng thế. Thì mình cũng sẽ khai lấy hóa đơn đầu vào đấy. Một nhà cung cấp, một khách hàng mình chỉ khai một lần duy nhất thôi, không được khai trùng nhau. Có rồi thì thôi, chưa có thì mình khai mới. Em hiểu chưa? Tức là mình sẽ khai sẵn thôi chứ không phải là mình sẽ khai một lúc hết được tất cả, mà ý của chị sau này đến đâu thì mình khai đến đấy. Hiểu không? Vì trong phân hệ mua hàng, bán hàng nó cũng có những cái tiện ích ấy, mà mình sẽ tự động để mình chọn nó vào. Rồi. À, tiếp theo là đến danh mục này. Ngân hàng, ngân hàng. Ngân hàng thì trong phần mềm này đã Misa đã thiết lập hết tất cả các ngân hàng rồi. Nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào danh mục ngân hàng, mình sẽ chọn tài khoản ngân hàng, bấm thêm ở đây. Mình sẽ đánh số tài khoản và tên ngân hàng bên em ấy, thuộc ngân hàng nào, chi nhánh nào rồi bấm cất ở đây. Hiểu chưa? Có bao nhiêu ngân hàng thì mình sẽ khai bấy nhiêu ngân hàng ở đây. Rồi, vào danh mục công trình này, thấy chưa? Công trình ở đây, rồi bấm thêm này, bấm thêm. Em sẽ khai mã và tên công trình, chị ví dụ như công trình ABC nhá, thì chị ghi là công trình ABC. Nó thuộc tình trạng đang thực hiện rồi, dự toán này thuộc bao nhiêu tiền ấy, đánh vào đây. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc của dự toán là bao nhiêu để mình quản lý ấy, chủ đầu tư tên là gì nhá, địa chỉ và diễn giải có thể mình ghi chú thêm. Nhưng chủ yếu là cái mã và cái tên, được nhá, chủ yếu là cái mã và cái tên. Ừ. Thì có bao nhiêu công trình thì mình sẽ đánh vào đây. Còn nếu mà hạng mục công trình thì ví dụ như chị đánh là công ty ABC rồi, sau đó chị thêm tiếp. Nếu như bấm sang hạng mục công trình, tức là trong ABC này sinh ra là ABC01 ấy, ABC02 thì nó sẽ thuộc vào công trình ABC. Nhưng mà cái này ít, hầu như là chỉ tạo công trình thôi. Em hiểu không? Hạng mục công trình là trong trường hợp mà em đang trong một công trình là hạng mục A, đúng không? Trong một hạng mục A này mình sinh ra A1, A2 nó trực thuộc vào cái công trình đó thì mình mới tạo ra hạng mục công trình. Còn không thì hầu như là cho vào công trình cho nó độc lập. Đấy. Đấy là em sẽ khai các cái mã công trình của bên em. Thì em có thể làm thế này cho chị là, ví dụ như em có thể đánh cho chị là 17 vào đây. Thì em sẽ hiểu, anh nhìn cái đầu mã thôi em hiểu là công trình nào nó bắt đầu thi công vào năm nào rồi ấy. Hiểu không? Đấy là một số cái thông tin ban đầu nhá. Bắt đầu ví dụ chị sẽ nói tiếp này. Chị nói về công ty, về vấn đề góp vốn cái đã. Thấy chưa? Của năm 17. Thì khi công ty mới thành lập đúng không nào? Bao giờ cũng căn cứ trên đăng ký kinh doanh để thể hiện cái nghiệp vụ ban đầu ấy là góp vốn kinh doanh đúng không nào? Đúng không? Công ty em có vốn điều lệ là bao nhiêu? 9 tỷ. Rồi. 9 tỷ này ấy là công, hầu như công ty xây dựng thì bao giờ cũng phải để cái mức vốn cao. Thì phải thể hiện cái báo cáo tài chính là 411 của nó phải là thể hiện là 9 tỷ. Đúng không? Thế thì em sẽ vào tổng hợp này, nhìn thấy không? Biểu tượng sổ cái đây này. Chị đang chỉ đây này. Đấm vào đây thì nó sẽ sinh ra là có chứng từ nghiệp vụ khác này, chứng từ kết toán tạm ứng này, kết chuyển lại lỗ này, thì bấm vào chứng từ nghiệp vụ khác ở đây. Mình sẽ hạch toán là diễn giải là gì, vốn cam kết góp, thì mình sẽ lấy đến ngày đăng ký kinh doanh ấy là ngày bao nhiêu đấy, năm 2017. 23 tháng 11 năm 2017. Nợ cho tài khoản là 1388. Vì sao? Tức là mình sẽ thông qua cái khoản phải thu này của các cổ đông. Thực chất họ chưa góp đủ tiền. Công ty là công ty cổ phần hay công ty gì? Trách nhiệm hữu hạn. Một thành viên à? Hay là nhiều thành viên? Hai thành viên. Rồi, thì bây giờ tạm thời nhá. Bây giờ em sẽ hạch toán cho chị là nợ 1388 có 411, được chưa? Là 9 tỷ đồng cái đã. Sau đó, cái công ty này có góp vốn vào ngân hàng không? Hay là tiền mặt? Không, ngân hàng. Rồi tiền mặt thì bây giờ ngày 23 tháng 11 này tạm thời nhá, em sẽ vào quỹ này để cho nó khỏi âm quỹ, thu tiền ngày 23 tháng 11 đúng không, 2017. Mình sẽ ghi đây là thu tiền góp vốn cổ đông, nợ cho tài khoản 111 có 1388 1 tỷ
hiểu chưa? Tạm thời cho xử lý cho chị tiền mặt là như này cái đã. Sau đó bắt đầu cân đối đến đâu thì mình sẽ thu đến đấy, em hiểu không? Nhưng mà mình cũng phải thu ở trong thời hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, thì cái này chị sẽ hướng dẫn sau. Tức là bây giờ này, nhìn đến bảng cân đối số phát sinh nhá. Em nhìn này. Cân đối ban đầu ấy. Dạ. Cân đối tài khoản đây chị 411 bao giờ cũng thể hiện là 9 tỷ đồng. Nhưng bây giờ chị đang treo cái khoản phải thu của các cổ đông ở đây là chị mới thu được 1 tỷ đồng, còn 8 tỷ đồng là mình công ty mình phải thu tiếp, em hiểu không? À, mà nếu để dư tiền nhiều thì nếu muốn vay vốn, vì thực ra là tiền này là tiền ở trên đăng ký kinh doanh. Nhưng mà đến khi mà thực tế phát sinh thì lại đang cần tiền, vì là thực tế có đâu. Thì lại muốn đi vay vốn đúng không? Vay vốn mà trong khi đó là cái tiền mặt của nó lại rất là lớn. Mà tiền nhiều rồi thì vay vốn làm gì, đúng không? Cho nên là rất là khó ở cái chỗ xử lý này. Đó. Thế thì mình cũng phải có những cách thức. Nếu như trong trường hợp mà chưa đi vay ấy thì mình sẽ xử lý nào, còn đi vay thì mình sẽ xử lý như nào nữa ấy. Để doanh thu của năm 18 thì đã phát sinh, nếu mà doanh thu có cái phần mà mình mà thanh toán tiền có công nhân hay là nó phát sinh nhiều rồi ấy, thì dòng tiền nó sẽ đẩy đi ấy thì được. Không có là phải khỏi xử lý ở chỗ phần dòng tiền. Ok chưa? Dạ. Ờ.